Kem Cornell trị nám tản nhang tốt không? Kem này dưỡng trắng da hiệu quả thế nhưng không biết liệu nó có trị nám tốt không? Nhiều chị em chưa dùng nghe bạn bè giới thiệu cũng đều muốn thử, nhưng đang phân vân chưa biết nên mua hay không thì hãy xem hết video này nhé, để biết được chính xác là kem Cornell có trị nám không. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem Cornell đã quá nổi tiếng với chị em mình rồi. Ai xài cũng khen cả. Ít người chê lắm. Da trắng đẹp mịn màng. Lên tông cũng đẹp, thấm nhanh và không bết rít cho da. Nhưng nó có trị nám hiệu quả không? Thật ra thì nó trị nám, mờ nám và cả thâm mụn nữa nên mọi người vẫn hay gọi là kem trị nám tàn nhang Cornell. Nhưng thật sự thì dòng này chủ yếu là dưỡng da chứ không chuyên trị nám. Nhưng vì nó hỗ trợ làm mờ nám hay lắm nên nhiều bạn gọi kem này là kem trị nám luôn. Tuy không phải là dòng kem chuyên trị nám, nhưng mà khả năng làm mờ nám nhẹ và vừa rất hiệu quả, nên được nhiều chị em lựa chọn để vừa có thể dưỡng trắng da lại trị nám được luôn. Với khả năng trị nám tương đối hiệu quả, nên bạn có thể mua cho mình một lọ kem Cornell trị nám này để có thể dưỡng và trị nám cho da mặt của bạn đều màu và sáng mịn nhé. Vì kem này phù hợp với làn da nám nhẹ và vừa, nên nếu bạn bị nám nặng thì nên mua loại kem chuyên trị nám khác sẽ hiệu quả hơn. Nhưng mà bạn cũng có thể dùng kem này để dưỡng và che bớt nám hay tàn nhang. Do kem này có thể dùng như lớp kem nền nên che khuyết điểm rất tốt. Nó trang điểm nhẹ và kết hợp chăm sóc tái tạo da, nên vừa có thể đẹp tức thì nhờ sự lên tông ngay lập tức, lại vừa đẹp về lâu dài do da được chăm sóc và nuôi dưỡng mỗi ngày nữa. Hầu hết kem trị nám trên thị trường đều có đặc điểm chung là tác động vào da khá mạnh. Kiểu như có kem thì bôi vào sẽ bị bong chóc da hơn một tuần mới hết. Có loại thì xài lên da đỏ ửng cả tuần mới hết. Vì kem trị nám thường có tác động vào da rất mạnh, nên có thể làm cho da bong chóc hoặc đỏ rát. Những loại kem trị nám này thường gây sự biến đổi rõ rệt trên da. Nhìn vào là biết liền, nên đôi khi bôi những loại kem này không phù hợp nếu bạn có công việc liên quan đến tiếp tân, gặp gỡ khách hàng. Vì những công việc này có tiếp xúc với người khác, nên nhiều khi yêu cầu mặt lúc nào cũng tươi tỉnh tự tin và có phải có cảm xúc. Vì thế mà những loại kem phù hợp hơn với tính chất công việc hay tiệc tùng sắp đến, thì dùng những loại kem như kem Cornell trị nám và tàn nhang sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa dòng kem trị nám Cornell có khả năng tái tạo da, cấp ẩm, lên tông, hỗ trợ trị thâm mụn và dưỡng trắng cực tốt nữa nên bạn sẽ thấy được đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Kem Cornell hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem Cornell hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.